Trung tướng An ninh bị cảnh cáo vì vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật quốc gia. Tin đến từ Hà Nội, ngày 1 tháng 11, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền đã quyết định mức hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với Trung tướng Trình Văn Thống, cựu phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh thuộc Bộ Công an Cộng sản. Báo chí nhà nước Cộng sản đưa tin, Quyết định trên được đưa ra trong phiên họp thứ 40 của Ủy ban trên vào các ngày 28 đến 30 tháng 10. Lý do kỷ luật là trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng, ông Thống đã tham mưu cho ban lãnh đạo Bộ ban hành văn bản về đơn vị nghiệp vụ không đúng quy định, vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Báo chí không nói rõ hậu quả của những vi phạm pháp luật của ông Thống cũng như là không cho biết hiện ông Thống còn giữ chức vụ gì hay đã bị cho về vườn ông thống là một trong hơn một à, trong hơn là một tám sĩ quan công an cấp tướng bị kỷ luật trong hơn hai năm gần đây trong đó có hai cựu thứ trưởng công an là trung tướng bùi văn thành và thượng tướng trần việt tân trung tướng công an phan hữu tuấn cựu phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo và đại tá nguyễn hữu bách bị cáo buộc hình sự quân đội và công an là hai lực lượng bảo vệ chế độ cộng sản ở việt nam mỗi lực lượng có khoảng bốn trăm sĩ quan cấp tướng từ khi chiến dịch đốt lò của Chủ tịch nước Kim Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Phú Trọng được khởi động vào năm 2017, đã có hơn 20 tướng quân đội và công an đã bị ném vào lò vì bảo kê tội phạm, cấu kết với tổ chức và cá nhân để bán đất đai của ngành mình, tham mô của công. Tuy nhiên, hầu hết những kẻ này không bị kỷ luật thích đáng với tội trạng mà chúng gây ra.